mụn, mụn, mụn viêm, mụn mủ, mạch lươn. Bạn biết rằng là mụn trứng cá là điều hầu hết chúng ta không thể tránh khỏi từ lúc dậy thì cho đến lúc mà chúng ta dậy thì thành công. Nhưng mụn mủ, mụn viêm là những cái đau đầu nhất. Vậy bác sĩ Hiếu sẽ hướng dẫn bạn sau đây cách để chúng ta lựa chọn 5 loại sản phẩm dưới 100.000 mà vẫn có thể xử lý mụn viêm ngay tại nhà. Nhưng nhớ là không dành cho những bạn có mụn bọc mạch lươn quá to. Cùng tìm hiểu bác sĩ Hiếu có video ngày hôm nay. Hello, lại bác sĩ Hiếu đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của bác sĩ Hiếu. Và những thường lệ bác sĩ Hiếu có kênh fanpage chính thức là bác sĩ Hiếu. Các bạn có thể inbox để hỏi và hỗ trợ tư vấn những vấn đề về da của bạn. Số 2 đó là cộng đồng chăm sóc da khoa học. Nơi đây sẽ chia sẻ các buổi live stream, gift voucher hay là những cách chăm sóc da khoa học hoàn toàn miễn phí. Đừng quên tham gia vào nhóm này cho mình mô tả bên dưới. Tuy nhiên thì mỗi khi có mụn viêm ấy, thì các bạn sẽ gặp phải vấn đề là rất mất tự tin. Và các bạn hãy hình dung xem là nếu má mình toàn mụn viêm, mụn mủ thì có anh nào dám thơm bạn, hay là nếu anh nào có mụn mủ viêm thì có người yêu hay có bạn gái nào dám thơm mình một cái không? Chắc chắn không. Vì không những là lây mủ, lây máu từ cái mặt bạn dây sang môi của họ mà họ nuốt vào bên trong thì rất là kinh khủng. Thế nên là mụn mủ, mụn viêm làm cho các bạn mất tự tin ấy, là còn giảm sự hạnh phúc của mình và cũng như giảm sự happy. Như vậy làm thế nào để có thể xử lý mụn viêm hiệu quả? Bác sĩ đã có rất nhiều video chia sẻ các tip mẹo để chúng ta tránh khỏi những cái yếu tố làm nặng hơn. Và video này sẽ là 5 nhóm sản phẩm dưới 100.000 thôi, rất rẻ tiền, các bạn có thể xử lý tại nhà vô cùng hiệu quả. Chúng tìm hiểu. Rồi, điều số 1, Benzaline. Video trước bác sĩ đã chia sẻ rất kỹ rồi, nhưng video này sẽ nói sâu hơn một chút. Thì Benzaline, các bạn thấy rằng là nó thường được dùng để sát khuẩn và rửa các dung dịch trong khu vực phẫu thuật. Và nếu các bạn đã từng có tiểu phẫu thì ví dụ là bị ngã hồi nhỏ, rách đầu, phải đi khâu thì người ta thường dùng một cái dung dịch màu vàng, thì đây gọi là Betadine. Đương nhiên thì ở ngoài thị trường có thêm những cái tên, những cái brand name nữa, ví dụ là Providine thì nó cũng như thế thôi, chẳng qua là người ta thay đổi cái tên đi thôi, nó không có nhiều, có quá nhiều điều khác. Betadine thì cái dung dịch là màu vàng đặc trưng, và khi màu vàng này mà các bạn để ra ngoài không khí hoặc là hòa loãng hoặc là các bạn nhỏ giấy thì nó sẽ chuyển sang màu tím, thì đây chính là màu của iốt trong đó, bởi vì iốt có khả năng sát khuẩn. Ok, và vậy thì các bạn sẽ nên là chấm Betadine như thế nào, bởi vì là cái màu của nó màu vàng thì bạn không thể chấm vào ban ngày được. Còn hãy hình dung nếu chúng ta chấm vào ban ngày, hoặc là các bạn hãy nhớ lại xem là mỗi khi mà mình bị thủy đậu thì bố mẹ hay mua cái xanh methylene ấy mà chấm cả cái mặt mình đỏ chót, xong rồi đi ra ngoài thì đố các bạn là giảm da đúng không? Thế thì chính vì là cái nhược điểm của nó là cái màu, thế nên là các bạn chỉ nên là chúng ta chấm vào buổi tối, nhớ nhá, buổi tối. Còn ban ngày mà chấm thì chúng ta đi học nó hơi mất tự tin, thì ban ngày sẽ có những nhóm sản phẩm khác. Tuy nhiên thì một điều tiếp theo nữa và các bạn thường gặp phải khi dùng Betadine, đó là cái khả năng bết của nó, bết và bám dính cái màu vàng trên da. Thì hôm nay bác sĩ Hiếu sẽ mách bạn một cách đơn giản hơn để hạn chế cái việc bám cái màu trên da quá lâu. Thì bạn nên pha loãng Betadine với cả nước muối sinh lý dạng truyền nhá, nhớ là dạng truyền, nó mới đảm bảo vô khuẩn. Và các bạn sẽ mix tỷ lệ 1:1, có nghĩa là 1 giọt hoặc là 2 giọt Betadine thì với 2 giọt nước để mình làm hòa loãng cái dung dịch cái da. Thì khi bạn chấm lên nó vẫn đảm bảo được cái nguyên tắc làm sạch vô khuẩn và tiêu diệt vi khuẩn, mà nó vẫn giúp cho cái việc là mình đỡ bị bết, cái màu nó dính trên da lâu quá. Khi các bạn dùng các loại dung dịch có màu vàng thì nó cũng sẽ làm gia tăng cái nguy cơ thâm. Chính vì thế thì hòa loãng nó vẫn giữ được cái hiệu quả là xử lý các ổ viêm, nhưng mà nó vẫn hạn chế được cái vấn đề là chúng ta bị tăng sắc tố. Hãy nhớ điều này. Thì các bạn có thể mua ở bất kỳ đâu nhá, ở ngoài thị trường rẻ lắm, chúng ta mua không có vấn đề cả. Và nên có thêm cho mình các loại bông để chúng ta lau chấm cái đầu, tránh là không dùng tay mà bôi Betadine lên thì kinh quá, cho bông nhỏ vài giọt mix chấm lên. Sản số 2 đó là cồn 70 độ. Vậy thì nếu như các bạn không thích dùng Betadine thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng cồn. Vậy thì cồn thì các bạn thấy rằng là ở trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại cồn nó không đảm bảo chất lượng. Và nếu các bạn lấy cồn mà các bạn mở nắp ra mà ngửi mùi ý, mà ngửi mùi nó giống như mùi rượu thì có thể là nồng độ nó không đạt 70% đâu. 70% thì nếu như bạn không thể đo được nồng độ ấy, thì có cái cách test không khó như sau. Các bạn lấy cồn ở tay và bạn sát khuẩn. Thì nếu đúng là khoảng từ 70% trở lên thì nó rất dễ bay hơi. Bạn chỉ cho tay lau vài lượt và cảm giác nó rất là mát và nó bay hơi luôn. Còn nếu như dưới 70 độ ấy, thì ví dụ là 50-60 độ thì ngửi rất giống cái mùi rượu uống ấy. Đấy, thế nên là cái màu nếu mà nó dưới 70 độ nó không có hiệu quả. 70 độ là ok, nhưng mà không nên dùng 90 nhá, vì 90 độ thì nó dùng để nướng mực chứ không phải là để nướng da người. Và nếu như 90 độ thì nó rất dễ nguy cơ là bị bỏng da và tăng sắc tố do cồn, nên là tránh.
Nhưng các bạn nhớ rằng là cồn thì chỉ nên sát khuẩn ở cái điểm mụn thôi. À, điểm mụn chứ đừng lan ra xung quanh, vì là cồn thì nó cũng là rượu, và như các bạn dùng rượu thuốc các bạn biết rồi, chính vì nó bị lan ra xung quanh thì nó sẽ làm suy yếu hàng rào bề da, vì cồn nó cũng có khả năng là hòa tan dầu. Thế nên là chỉ chấm đúng là điểm mụn đó, thế là bạn có thể dùng cái bông và cho đó chấm điểm mụn để sát khuẩn là ok, hoặc là có thể sát khuẩn trước bôi thuốc mụn sau là hiệu quả hơn. Có nhóm sản phẩm số 3 đó là BPO. Đương nhiên là không thể thiếu benzoyl peroxide trong việc là chúng ta chấm mụn, thì đây là một vài sản phẩm BPO rất là rẻ các bạn có thể mua. Nếu các bạn là sinh viên chúng ta không có điều kiện thì oxy 5, oxy 10 thì nó có là cái lựa chọn. Đương nhiên là 10 thì nguy cơ kích ứng nó cao thì bạn có thể dùng 5 cũng được. Và nhớ là khi dùng thì nên chỉ chấm đúng đầu mụn thôi, tránh vô lan ra ngoài. Riêng BPO thì khả năng cao là kích ứng, chắc chắn nếu lan ra ngoài là kích ứng. Thì một vài sản phẩm khác, ví dụ BPO của acne.org là một cái sản phẩm bác sĩ đầu rất thích, hoặc là BPO của Paula Choice cũng là một sản phẩm, mỗi tội là giá nó hơi cao, hơi chát một chút. Thì nếu các bạn tùy vào điều kiện nhá, không có điều kiện thì mua lại rẻ không có sao cả. Và lưu ý là gì, đúng rồi, khi dùng BPO thì tránh để dây ra quần áo, bởi vì là nếu chúng ta có một cái áo rất là xịn sò mà chúng ta bôi ra mặt và ngủ quên vào trong áo thì vài hôm thôi là cái áo của mình nó bạc màu mất, nhưng không phải bạc màu da, bạc màu quần áo nhá, ghi nhớ. Sản phẩm số 4 đó là BHA. Đương nhiên không phải là BHA 2%, vì 2% là để tẩy da chết dạng nhẹ. Còn nếu các bạn muốn dùng BHA để xử lý điểm mụn thì đương nhiên nồng độ phải là từ 5% trở lên đến 30%. Nhiều bạn hay không có comment bác sĩ ốp và nói rằng là BHA 5% người ta mỡ người ta thường để bôi ở chân ở đầu, mà tại sao anh lại khuyến cáo ở mặt, thì nói luôn là các bạn không đọc hết cái tờ hướng dẫn sử dụng thì các bạn không nên comment, bởi vì là nếu các bạn đọc hướng dẫn sử dụng mà dùng được thì không cần các bác sĩ và dược sĩ chê cho bạn đâu. BHA người ta bôi đúng cái phần người ta cần xử lý. Các bạn bôi BHA 5% cả mặt thì kích ứng các đúng còn gì nữa. Và thứ hai nữa là bôi trên nền da tệ cảm thì nó sẽ dễ kích ứng. Và bạn nhớ rằng là chỉ bôi ở điểm mụn. Còn nếu như các bạn dùng peel, các bạn ở spa hay thẩm mỹ viện ấy, thì BHA 30% có thể dùng peel mặt được. Nếu là peel được nhá, thậm chí 50% vẫn peel bình thường được. Thế nên là các bạn có thể lựa chọn nồng độ từ 5% trở lên và bôi đúng cái điểm mụn thì nó sẽ xe nhanh hơn. Thực tế là nồng độ càng cao thì xe càng nhanh, nhưng nhược điểm là nếu lan ra xung quanh mà các bạn chấm sai kỹ thuật và cái lượng thuốc nó quá nhiều ấy, cái lượng sản phẩm quá nhiều thì nó dễ làm cho cái vùng đấy nó kích ứng. Thế nên là phải tránh cái việc là lan ra xung quanh. Nhớ là bụng viêm là bôi điểm, nếu mà lan xung quanh thì chúc mừng bạn là kích ứng. Nhớ điều này. Ok, đây là sản phẩm số 4. Tuy nhiên thì cái BHA thì bạn nên lựa chọn, đúng rồi, cái base của nó là nên là bây cồn, hoặc là có thể dạng gel hoặc cream nó hơi sệt cũng được đó. Nhưng mà dạng cồn ý, thì nó sẽ thường là nó sẽ thêm hiệu quả của alcohol nữa, thì nó sẽ làm giảm dầu luôn tại điểm đó và làm sạch hơn. Thì cũng có thể chúng ta dùng cái dạng cồn. Tuy nhiên nếu ta không có cái dạng BHA trong base cồn ý, thì ta hoàn toàn có thể lựa chọn đó là dùng cái bước sản phẩm số 2 đấy, là dùng cái alcohol 70 độ sát khuẩn trước thì bôi lên nó sẽ tăng tăng tẩm thấu hơn nhá. Đây là những cách, là những cái mẹo thôi. Bình thường thì các bạn có một sản phẩm thì không ổn thì có thể là mix phối hợp các loại với nhau nó ok hơn. Thì BHA chúng ta có thể sử dụng cả sáng cả tối, bôi đúng một điểm mụn nó sẽ rất là ok. Đến nhóm sản phẩm số 5, nó không liên quan đến mặt nữa, nhưng nhóm số 5 này đó là những nhóm mà bác sĩ Hiếu không khuyến cáo các bạn tự mua, bởi vì là nó sẽ có những tác dụng phụ. Vì đây là thuộc nhóm thuốc thì đương nhiên rồi, thuốc thì sẽ không ở trong danh mục mà bạn tự ý sử dụng. Thì các loại kháng sinh bôi cũng sẽ có thể các bạn đáp bổ vào thì nó rất ok, ví dụ là erythromycin 4% hay là clindamycin 1% đến 3% đó, đều ok. Hoặc là các bạn có thể dùng các nhóm khác như là các video trước bạn sẽ chia sẻ, ví dụ như là mupirocin hoặc là subac, hoặc là các bạn có thể dùng là cái fusidic acid, nó cũng là một cách lựa chọn ok. Và bởi cuối cùng nữa, các bạn luôn nhớ rằng là trước khi bôi trên điểm mụn viêm thì các bạn cần phải làm sạch tay. Rửa sạch tay chưa đủ mà các bạn cần phải có lọ cồn 70 độ bước 2 đó, sát khuẩn lại. Thì khi các bạn bôi điểm mụn viêm nó sẽ cực kỳ tránh khỏi. Còn nhiều bạn chúng ta rất chủ quan là không rửa tay trước khi bôi sản phẩm ấy. Thì nếu như da bạn khỏe thì không sao, nhưng mà đang có một mụn viêm thì hãy ưu tiên hơn cho việc là đảm bảo tối đa cái khâu sạch vô khuẩn. Và ngoài ra nữa, những cái việc đi kèm đó là thay vỏ gối, thay khẩu trang là điều các bạn bắt buộc chúng ta phải có. Và khi hết mụn viêm rồi, các bạn nhớ nhá, hết mủ, hết viêm, da lành đã thì làm gì thì làm, nó đơn giản hơn. Nên là ưu tiên cái nào nặng mình xử lý trước và nhẹ xử lý sau. Ok, và trên đây là 5 điều bác sĩ Hiếu hướng dẫn và chia sẻ với các bạn những phác đồ trị mụn viêm dưới 100k rất đơn giản, các bạn có thể tự sử dụng ở nhà. Và nếu các bạn thấy video clip này hay, đừng quên like, subscribe và chia sẻ đường link để nhiều người biết đến những thông tin hữu ích. Bác sĩ Hiếu xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.
Xin chào và hẹn gặp lại.